Xin chào tất cả anh em, hôm nay là 30 Tết rồi thì số quốc thắng mình tại cửa hàng mình ở đây cũng là nhà, vừa cửa hàng vừa là nhà, nên những dịp lễ Tết này kia thì shop vẫn mở cửa bình thường nha anh em. Thì trong những ngày Tết này anh em nào có nhu cầu mua đồ thì cứ ghé trực tiếp shop nha, trước khi qua thì cứ alo mình, em vẫn mở cửa bán đồ cho anh em mang về nha. Trong những ngày này thì shop em chỉ bán cho những anh em mà mua đồ mở cửa mang về, và đặc biệt là trong những ngày Tết này anh em mua đồ sẽ có giá tốt, lì xì đầu năm cho anh em ha. Thì đây là cái cửa hàng của em, hiện tại là đây là tối rồi, tất cả những sản phẩm em đang bán là đều là có sẵn tại cửa hàng mình hết nha. Đồ mình bán thì mình phải có chịu đầu tư và nhập hàng ha. Thì trong những ngày Tết này anh em cứ trước khi mua hoặc là trước khi alo qua đây thì cứ alo em trước, còn không là cứ tới cửa hàng thì cứ alo em nếu thấy đóng cửa, tại vì ở đây là em ở nhà với lại em là người Sài Gòn, không có gì quê gì hết á, vừa là nhà vừa là cửa hàng, anh có thể là phục vụ anh em luôn trong những ngày Tết. Thì những ngày Tết hàng hóa thì anh em cứ ghé đến em mà mua mang về nha anh em. Thì Tết thì em chỉ bán cho anh em mang về thôi, không nhận lắp ráp hay là ship hàng gì hết á, nói chung là chỉ bán trực tiếp với cửa hàng thôi, không có rồi. Năm mới cũng chúc toàn thể tất cả các anh chị em cô dì chú bác một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, và nếu có nhu cầu mua đồ xe thì ghé số quốc thắng nha, số điện thoại là 0933 996 332.